Âm thanh Như Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, quay trở lại với quý vị và các bạn trong clip của ngày hôm nay. Cửa hàng đang phối ghép một bộ sản phẩm nghe nhạc gồm 3 thiết bị. Thiết bị thứ nhất là một cặp loa AR2A với một chiếc âm ly Fisher 400 và một chiếc đầu tách 25XS phía bên trên. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm thanh Nữ Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm thanh Nữ Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, Âm thanh Nữ Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, cặp loa AR2A như trước mắt quý vị và các bạn thì có giá dưới 26 triệu. Và một chiếc âm ly Fisher 400 có giá dưới 18, một chiếc đầu tách 25XS đẹp như trước mắt quý vị và các bạn thì có giá là dưới 36 triệu. Vâng, sau đây cửa hàng Âm thanh Nữ Hạnh xin mời những vị khách hàng đang theo dõi kênh của Âm thanh Nữ Hạnh cùng vào thẩm âm và đánh giá chất âm của bộ sản phẩm mà cửa hàng Âm thanh Nữ Hạnh đang phối ghép. Ai nói yêu tôi rồi mà lòng người thường hay thay đổi. Đời mình còn nghĩ gì, ước mơ làm chi, một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ khi bao tình tôi mến, đêm trăng rằm mộng ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều, lời đau rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi, nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày đã. Vào lính rồi lạnh xa cuộc vui, ngày nào toàn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ gì, ước mơ làm chi, một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ ghi bao tình tôi mến, đêm trăng rằm mộng ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhì, nơi đau ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi, nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày đã. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé, xin quên đi.
Hạnh xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.